ở đây gọi là ở đâu đây? Xã gì? Bàn Long hả? Ấp Long Hòa B. À, này phải Mỹ Long không? Cháu Thành hả? Sao mà để cái cây mà nó suy đến mức khủng khiếp vậy nè? Anh Tư gì? Ở đây anh Tư gì? Tư sò não. Sao lại? Anh sao gọi anh Tư sò não? Rồi được rồi. Bị sò não rồi chưa Tư sò não. À, anh Tư, cái cây này là nghe nói anh đổ xi nhiều lắm được không? Tại sao phải đổ xi nhiều? Bây giờ em nói anh Tư nghe nè, không có phải nhiều người sai giống anh Tư á, tức là không phải chúng ta đổ xi nhiều mà cây nó tốt đâu, nó khác à. Cái là cái cây mà nặng nhất là lần đầu tiên chúng ta đổ 20 lít là nặng nhất mà bự nha, mấy năm tuổi á. Lần thứ hai là 15 lít và lần thứ ba là khoảng 10 lít thôi là xong, nhưng nó phải có thời gian. Tại vì anh biết xi đó nó làm giải độc rất nhanh nè nha, nó làm cho vi sinh vật phát triển nhanh nè, nó làm cho khỏe. Đó, như cái nhưng đó tiêu trừ nó phải ra, dạ, đó, dạ, nó ra độc, dạ. Ghê luôn chưa? Dạ, nhưng mà anh đó, không phải là anh cứ anh phải đợi chứ, để cái rễ nó phát triển. Đúng rồi. Chứ không phải là chúng ta cứ khỏe và sức khỏe là hai cái khác nhau. Mở mạng coi chú Huệ, coi cái đồng hồ, dạ, chú, dạ. Chú ơi. Bây giờ đổ xi đó, tôi cũng nói luôn đó là đổ xi là nó khỏe thôi. Rồi sau đó rồi đó thì chúng ta nó yếu thì chúng ta dìu. Chúng dìu nó bằng amino nha. Mà khi nó khỏe rồi có những người đó thấy amino nó tốt, cứ đổ hoài phun hoài cũng không đúng luôn à. Tại vì cái amino nó giống như sữa. Dạ. Coi đó, giờ cứ ra mê luôn chưa? Uống sữa thì không bao giờ đi cuốc đất nổi đâu à, mà phải ăn. Nha, dạ, nên là mỗi dạ, bây giờ thì được rồi. Nhưng mà đừng có vội, tức là tại sao phải có lần 1 cách lần 2 15 ngày rồi lần 2 cách lần 3 1 tháng? Đó, đúng. Là đúng, em công thức luôn. Dạ, chứ đừng có phải là nóng vội rồi cứ đổi. Vậy nè. Vài chục lít, vài chục lít vô. Rồi nè. Dạ. Đó, giờ nó ra đó. Dạ. Đúng rồi. Ghê luôn chưa? Dạ, phải để các cái này nè. Nè, nó ra nè. Em gọi là dạ, cái bơi cái này nó phải khỏe, nó phải nhiều lên. Và đó, đến khi làm trái đó thì mới được cắt nó nha. Đúng nó rồi. Lặp lại nè. Để cho nó thở, để nó quang hợp, nó trao đổi chất, nó vận chuyển dinh dưỡng. Cho đến khi nào, dạ, cho đến khi nào làm trái thì chúng ta lật các cái bơi ở trong này thôi. Này còn mấy cái bơi ở ngoài này thì vẫn phải để. Đó là như vậy. Thì cắt khúc này hả? Dạ, chỉ là, dạ, nhưng mà phải đợi khi bắt đầu. À. Cái này là lý do không rồi là quá trời rẻ, 35.000 một ký neo cây á mà nó, à, nó bị hư như mức độ dày. Dạ. Không, nói ở trong đó ta nghe luôn. Dạ, đúng rồi. Tức là anh biết rằng là có mấy cái này nè. Nó vận chuyển dinh dưỡng. Không nên cắt mà. Hả? Chứ không phải là chúng ta đổ tới 40-50 lít xi cho nó nhanh. Cái lượng xi đó là bao nhiêu là đủ để xử lý cái vùng đất này. À. Dạ. Này không có hại, hoàn toàn đổ xi nhiều hại nó tốn tiền. Bây giờ như một nắp 25ml đó là 3.500. Chúng ta lấy 3.500 đó chúng ta mua hữu cơ nở. Hữu cơ thì đầy đủ. Dạ đúng rồi, dạ. Tức là ta nói vậy nè, trời ông đó làm quá trời có lên đâu. Đúng rồi, tức là khi mà đổ nhiều xong nó rồi đó thì thí dụ như người ta nói vậy là một, cái thứ hai ví dụ như anh ta hỏi anh Tư, anh làm cái giường anh cái xi nó tốt không? Tốt nhưng mà nó tốn tiền dữ lắm là thua rồi. Là thua. Nó tức, tức là nó hoang. Dạ nha, được rồi, ra được cái bơ như vậy là tốt này, rồi anh. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Anh thì tiết kiệm mà anh Tư này thì quá hào sảng luôn. Trời ơi, anh thì cây mười mấy năm tuổi mà đổ một phi có 1 lít amino. Hai anh này ngược nhau. Cái vườn của cái này cứu nè. Dạ. Cứu cái này nè. Dạ. Đó, nói rõ luôn cái cây này là tôi cứu nè chứ tưởng đâu là cưa bỏ rồi đó. Dạ. Rồi, được rồi. Dạ. Rồi. Rồi. Ok. Đó, nó ra đầy đủ hết trơn luôn đó. Đây là cho nên là tưới xi xịt xi nè. Đó. Nói rõ luôn á. Dạ. Mọi người biết á. Anh Tư là được bao nhiêu cây thế này? Cây bự thì ít cây nhỏ đó tổng cộng 100 mấy lận. Dạ. Vừa rồi bị giá nó rẻ hả anh Tư? Quá rẻ luôn, anh em tội nghiệp ha.
bán đủ giống, bán đủ giống luôn. Từ nghiệp thôi. Bán đủ giống. Giữ lại cái cây. Mình hưởng được rồi. Dạ, thôi thắng. Cái này cái cây này thắng. Tháng 6, tháng 7 đầy bạc lại nha. Để em làm cái bộ lá. Từ đeo đầu nó lên ạ. À. Nó lên, nó lực nó lên ạ. À. Giờ tôi... Dạ. Tôi kêu con rồi qua tháng giêng này bắt đầu mới bằng. Tôi thả mấy cái đường dẫn hết luôn. Dạ. Để em mùa. Dạ. Thầy nghe tướng quay ở trên kia ăn mùa 40-50 năm. Dạ. Xử lý cao lắm 8 năm. 8 năm, dạ. Đó. 8 năm, 10 năm. Rồi, ok. 20 năm rồi đó. Đó. 20 năm mà có đổ có 10 lít xì. Pha rồi với mấy ml amino thôi. Tiết kiệm, thanh tiết kiệm quá. Ừ. Không được, phải có thời gian, chứ không phải là sinh học chứ không phải là kích thích đâu mà biểu lên cời cời được. Cái rễ nó phải có chu trình nó phát triển chứ. Nè. Nó thông mạch dẫn rồi nó. Lên lợi nè. Vừa ra lá già ra đọt. Dạ. Vừa ra lá cây non. Dạ. Đó. Ghê chưa? Dạ. Lá vừa già là giọt đọt đều. Dạ, nó cứ nối tiếp cơ vậy đó anh. À, còn bệnh vậy nè, chỉnh dịch thử nó nè. Rồi. Rồi. Đó. Cái này đây ra nhiều là thử thôi. Dạ. Cái này là ảnh hưởng của bách lo nên nó chậm hơn. Ở trong nó ra trước. Là vì ở ngoài đây nó hồi đó nó có bộ lá nó hấp thụ cái bách lo nên nó bị ảnh hưởng thì ở trong nó đỡ hơn thì nó ra cái chồi nên phải để cái chồi đó rồi xịt diệt khuẩn của Si ăn được hết đi nhiều lắm chú vậy uống ngừng xịt của Si mà không của Si chứ phải xịt thuốc bảo vệ thực vật đâu mà đúng rồi. Ừ. Tơ thì nói gì nữa. Đó, nó phải vậy đó. Cái ngọn nó phải cao hơn cái cành. Cái ngọn nó phải cao hơn. Mà Túng cũng khuyên nè, 6 mét đó, cắt đi. Bóc cái ngọn đi. Để sau này nó đỡ khổ, cực. Trèo lên cắt trái rồi mà 6 mét nó lên tới đó là lượng tái dữ dằn. Đúng rồi, cắt cái cành. Đúng rồi em. Cắt xong cái cành nó mới dồn sức, nó cành nó mập ra trái. Đúng. Đó, đó mà nhiêu đó từ 6 mét tới xuống là tái nhiêu đó là dữ dằn lắm rồi. Cao quá xịt nó khổ, nó cực. Dạ. Rồi, được rồi ha. Rồi yên tâm rồi ha. Yên tâm rồi.